Hello mấy bạn nha, thì hôm nay Vinh sẽ hướng dẫn với các bạn làm thế nào để mà viết program cho hàng ngày ha. Thì program của chúng ta đó, nó sẽ có những cái này. Đầu tiên chúng ta sẽ đi cái mũi dao email của chúng ta nó sẽ đi gì ha, đi một vòng tròn như vậy, và chúng ta sẽ có bốn lỗ và chúng ta sẽ khoan nó. Ok, thì để làm cho video này có thể hiệu quả, mình sẽ đi tới cái phần đó là hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để mà mình cấu trúc program nha. Thì đây là cấu trúc program. Thì đầu tiên Vinh muốn các bạn biết đó là chúng ta sẽ có gì. Chúng ta sẽ có cái tên program trước nè ha, rồi safety code nè ha. Vinh mình zoom lại gần cho các bạn coi, thấy chưa? Safety code rồi, về hòm, gọi dao, gọi G54 ra, gọi offset dao. Rồi sau đó cho dao cách phôi khoảng 1 inch và để cái này là mình để kiểm tra bước 7 nữa không. Bước 8 chúng ta sẽ cho dao xuống đúng cái depth mà bạn vẽ cần. Sau đó số 9 là bê nguyên phần tọa độ tìm được ở đầu để mà chép vô hết. Để mà chép vô nha. Thì điểm 10 điểm đầu gọi luôn cái G41. G41 là gì thì mình sẽ chỉ các bạn sau. Điểm 11 có nghĩa là kết thúc điểm, là khi mà chúng ta chạy dao ra kết thúc điểm thì chúng ta sẽ tắt luôn cái thằng 41, thì mình sẽ bấm G40 để mà mình tắt. Ok, rồi sau đó mình sẽ cho dao cách mặt bạc 1 inch, sau đó tắt nước, rồi sau đó tắt spindle, rồi thêm một cái lệnh safety code nữa, sau đó về home. Rồi lúc đó chúng ta sẽ cho dao về vị trí đằng trước của mình để mình tháo phôi ra, sau đó chúng ta sẽ có optional stop hoặc là kết thúc program luôn. Ok, bây giờ mình sẽ chúng ta quay về bản vẽ này ha. Thì các bạn thấy trong hình chúng ta sẽ có, đây là cái bản vẽ. Thì các bạn, thì khi mà Vinh muốn các bạn á là đi giao này, thì để Vinh sẽ chỉ cho các bạn đi giao ha. Thì đầu tiên vẽ cái hình này nó cũng dễ thôi. Thì trước tiên ví dụ thôi nha, để Vinh vẽ một cái ví dụ khác. Bạn vào các bạn vào view nè ha. Đấy. Các bạn bây giờ Vinh sẽ, các bạn không thấy cái gì về cái này đúng không? Mình bấm vào cái show cái show axis nè, thấy không? Thì nó sẽ ra cái này. Bạn tắt show axis đi là nó mất. Thì vẽ cái thằng này nó cũng vẽ dễ thôi. Show axis ra nè, thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn vẽ như thế nào. Thì đầu tiên các bạn phải vô cái phần wireframe rồi, thấy không? Wireframe là ngay nè. Wireframe là ngay khúc này nè các bạn, thấy không? Đó. Vào wireframe chúng ta sẽ vào rectangle. Ok, rectangle right here, thấy không? Đấy, để mình sẽ zoom trực tiếp vào, bạn thấy không? Rectangle, thấy không? Sau đó mình sẽ vào cái rectangle shape này, thấy không? Rectangular shape, click vào. Right. Khi mà mình muốn vẽ nó, cái dòng này nè các bạn thấy không? Mình vẽ là vẽ ngay tâm nè, thấy không? Đấy. Đó, thì nó tùy thuộc thôi. Nè các bạn nhìn bên này nè ha. Các bạn nhìn vô. Các bạn thấy không? Đấy, dấu chấm chính giữa nè. Đấy. Và những cái này là nó muốn, ví dụ như các bạn chấm chính giữa này thì các bạn sẽ vẽ cái vòng tròn nó từ tâm là thấy không? Ừ. Đâu đi ai đâu, rủ thôi. Hả? Biển nào cũng mở mà. Nè bạn thấy không? Thì ở đây nè, cái width có nghĩa là cái chiều dài từ đây qua bên này. Ok. Còn cái height á, bạn thấy cái hai không, là chiều cao nè, từ đây lên này. Thí dụ như mình muốn vẽ nó là một cái đường 3 inch
và cái chiều cao nó là 3 inch. Thì này thấy không, nó đã ra cái khung tròn cho các bạn, chỉ cần các bạn gõ thôi nó đã ra cái khung rồi thấy không. Để cái khung ngang này thấy không bạn, đấy thì khi đó các bạn chỉ cần nhấp vào này thấy không, và cái này thì khi mà bên này các bạn thấy không, mình chọn dấu chấm ngay là chính giữa, nên khi mà mình làm cái hình vuông đó, nó sẽ vào chính giữa thôi, thấy không, là nó phải vẽ giữa tâm nè. Còn giả sử như á, mình nhấp vào đây đi các bạn thấy không, những cái dấu chấm à, dấu chấm ở đây là các bạn thấy không, thì sao nó nhảy qua đây. Ví dụ như là ha, nhấp vô tâm là nó nhảy vào tâm, tùy thuộc vào các bạn muốn vẽ đâu, nhấp vô mũi này thì nó sẽ nhảy qua bên này các bạn thấy không. Để mình on way mình vẽ trên top nè, mới nhấp chuột phải các bạn chuyển về cái top nè đấy. Đấy, khi mà các bạn nhấp từng cái một, các bạn coi cái vị trí nó nằm đâu đó thấy không, nhấp bên này đó, nhấp bên này đó thấy không, nhấp bên này đó, nhấp bên này đó thấy không. Đó, đó. Thì mình sẽ biết là mình muốn vẽ cái vòng tròn đâu. Ví dụ như cái này mình vẽ từ tâm thì các bạn chỉ cần nhấp vô chọn, lựa chọn vào cái dấu chấm chính giữa này các bạn thấy không, bùm là mình sẽ có một cái vòng tròn như vậy đó, thấy không. Rồi mình click ok đấy. Rồi như cái hình này các bạn thấy mình tạo cái fillet ở đây, cái fillet là cái dòng cung này để anh chị khi mình muốn cho cái cây email của mình đó, nó đi cái khúc này, nó cắt để cho nó bén đó. Thì các bạn sẽ vào cái fillet ở đây ok, các bạn thấy chữ fillet không, à, để mình zoom gần lại đấy, cái chữ fillet ở đây này thấy không, nằm đây này đấy, mình nhấp vô, nhấp vô thì ở khúc này đấy, mình sẽ zoom ở khúc này nè các bạn thấy không, nó ghi chữ radius ở khúc đó đấy, khúc này nó sẽ có ghi chữ radius, để mình zoom ra đó các bạn thấy không, đó nó có chữ radius. Thì mình muốn cái radius khúc này là khoảng khoảng 100 thôi, muốn cho chấm một. Thì một là các bạn nhấp hai cái đường thẳng, nhấp hai đường thẳng này, hai là các bạn rê chuột này nè, từ từ vô đây đó, rê chuột từ từ vô đó, các bạn thấy nó hiện lên khúc này không đó, thì mình nhấp vô để mình làm cho cái vòng tròn nó bự ra chút xíu hả, các bạn rê chuột từ từ vô, một là bạn nhấp vô một cái này đúng không, một đường thẳng này thấy không, các bạn chỉ cần đưa qua đường thẳng thứ hai là nó có, đây là một cách đúng chưa. Hai là các bạn rê chuột từ tâm này nè, rê từ từ vô thì nó sẽ tự động, nhìn đã ha, rê chuột từ từ vô. Ủa khúc này nó không có rồi ta, đó các bạn thấy không, mình rê chuột từ từ vô nè, đó là nó ra, mình không cần phải nhấp hai cái, mình bạn nhấp hai cái cũng được nè, nhấp hai cái nè, đường line này với đường line kia, các bạn thấy không. Rồi bây giờ mình rê chuột từ từ vô nè, đó là nó ra bùm, bây giờ mình rê chuột từ từ vô nè, thấy không, đó nó ra, bạn thấy không. Thì đó là cách mà mình vẽ cái thằng này. Rồi sau đó muốn vẽ cái vòng tròn này nè, thấy không, những cái vòng tròn thì những cái vòng tròn này á, là mình làm lỗ á đó. Thì ví dụ như vậy ha, vô circle này thấy không, circle center point đó, khi mà mình nhấp vào á, nhấp vào đây thì các bạn ở đây cái radius là bán kính nè, bạn thấy không, radius là bán kính, đại AMR là đường kính, thì cái này đường kính 0.5 đi mình cho luôn đó. Thì nè, khi mà các bạn nhấp vô là nó sẽ có vòng tròn cái khúc này, thì mình chỉ cần nhấp vào dấu chấm mà mình đã có sẵn cái fillet á đấy, tùy thuộc thôi, các bạn muốn vẽ vòng tròn nó cũng được, bấm vô bùm đấy, bạn thấy không. Rồi mình để ý ở đây mình có dấu khóa là các bạn thấy không, thì khi mình khóa lại là mình muốn nó giữ luôn, để mà cái mà mình chỉ cần nhấp thôi hai cái đúng không. Rồi ví dụ như mình mở khóa cho nó đi, mở khóa ra là các bạn thấy màu vàng đúng không, thì bây giờ mình sẽ vẽ được cái vòng tròn một cách tự do. Ví dụ bạn muốn vẽ bự vẽ nhỏ gì cũng được, thấy không, nó sẽ cho các bạn vẽ bự. Còn nếu mà các bạn khóa lại á thì á, nó khóa giữ luôn nè, đó ví dụ cái vòng tròn nó bự này thấy không, vòng tròn nó nhỏ nè,
thì ví dụ mình muốn vẽ hình tròn bự đi, mình nhấp vô một cái đó mà rồi mình muốn ok đúng không, thì giữ vậy luôn. Ví dụ điểm này mình muốn vẽ vòng tròn mới ra đó, thấy không, mình vẽ một cách tự do. Còn khi mà mình khóa lại các bạn biết không, khi mà mình khóa lại á, ví dụ như mình khóa lại đó, thấy không, mình khóa lại như vậy đi đó, thì mình muốn vẽ vòng tròn điểm này đúng không, điểm này nè mình muốn vẽ vô điểm này, thì lúc nào nó cũng muốn vẽ gì cũng được hết á, bạn thấy không đó. Thì bây giờ Vinh đã chỉ các bạn sao vẽ xong rồi đúng không? Ok, vẽ xong rồi thì để xóa thôi, xóa xóa đi. Ok, xóa rồi. Bây giờ Vinh sẽ vẽ một cái gọi là cái solid cho các bạn coi thử nha. Nhấp vào solid nè. Đấy, nhấp vào chữ extrude. Extrude nó ra. Extrude có nghĩa là mình muốn phóng nó dài đi lên hoặc là đi xuống. Nhưng mà giống như là mình đổ khuôn vậy á. Extrude là đổ khuôn vậy đó. Thì bạn nhấp vô đây. Đấy. Đó, các bạn thấy không? Khi mà mình nhấp vô thì những cái nét liền này nè. Nó đi hết nguyên cái dòng khuôn của mình, thì mình biết là ở xung quanh này nè, nó kín. Còn ví dụ như khi mà các bạn nhấp á, khi mà các bạn nhấp á mà nó chỉ có một đường line này, hai đường line này, ba đường line này thôi, các bạn thấy không, mà các bạn thấy ở chỗ này nè, nó không có bị kính như lúc đầu á, giống như là mình làm lúc đầu á, nó phải kính như vậy nè, các bạn thấy không đó, mình nhấp vô một cái là nó phải đi hết vô. Đấy. Còn khi mà các bạn nhấp vô mà nó có bị hở khúc này nè, là mình biết á, một á là mình vẽ bị trùng hoặc là bị lặp lại, hai á là những cái này nè, những cái nét trong cái hình này của mình nè, có thể là nó bị đứt, nó không có liền nhau, nó là vậy. Rồi nếu mà gặp trường hợp mà ví dụ như mình vẽ mà nó bị trùng thì sao, mình vẽ cái hình này nè mà nó bị trùng á, ví dụ như các bạn vẽ cái hình vuông rồi các bạn vẽ thêm một cái hình vuông nằm trùng khớp lên cái hình vuông mình mới vẽ đi, thì cái máy khi mà các bạn đi thu part á, các bạn muốn cho nmu nó đi á, thì nó sẽ không có chạy được. Thì điều đó các bạn phải vô home, các bạn vào home nè, thấy không, vào home các bạn nhấp vào chữ duplicate nè, chữ duplicate là nó kêu là remove duplicate entity based on the XYZ location only, có nghĩa là nó sẽ xóa và nó sẽ tìm và nó sẽ xóa đi những cái đường thẳng nè, những cái điểm nè, những cái cung tròn nè, những cái tọa độ nè, những cái mặt phẳng nè này kia, nó sẽ xóa hết để mà không có cái gì bị trùng lặp hết á, các bạn hiểu không? Thì cái này khi mình nhấp vào cái duplicate để mình kiểm tra coi thì trong cái hình này của mình nó sẽ không có bị đè lên bởi những cái đường line hoặc là những cái vòng tròn hoặc này kia, thì mình biết mình ok. Rồi bây giờ nè, bạn vô cái solid, ok, solid nhấp vào extrude, rồi nhấp bùm, nhấp vào cái khúc này là gì, chain, có nghĩa là chain có nghĩa là dây xích, có nghĩa là mình muốn nó đi tự động hết luôn, nhấp vào một cái là đi hết luôn. Ok, vẽ hình thôi. Ok, rồi các bạn thấy không, mình đã có một cái hình rồi đó. Thì ví dụ như cái chiều bề dày của cái sản phẩm mình là khoảng 2 inch đi ha, 2 inch thì mình nhấp vào 2 inch, các bạn thấy mũi tên đi lên không, thì lúc nào giá trị ở trong này là nó cũng là giá trị dương hết á, giá trị ở đây nè nó cũng là giá trị dương. Thì mình muốn cái sản phẩm này của mình nó đi xuống đúng không, nó đang che mất đi những cái tọa độ của mình ở trên rồi, thì các bạn nhấp vào đây nè, các bạn thấy không, reverse có nghĩa là ye xuống, reverse có nghĩa là ye đó, reverse có nghĩa là đi xuống hết luôn đi, thấy không, thì nó sẽ nằm như vậy. Đấy, các bạn thấy không, bây giờ mình đã tạo ra được rồi đấy, các bạn nhấp ok thôi. Rồi ok,
Sau đó các bạn mình muốn những cái này là những cái hô đúng không? Nhấp vào đây. 1 2 3 4. Ok. Biết ok. Tại vì khi mà mình khoan thì nó sẽ đứt hết đúng không ạ? Thì mình phải chọn vào cut body ở đây. Cut body có nghĩa là cắt. Cut luôn. Đấy. Khi mà các bạn nhấp vào chữ cut body, các bạn nhìn này ha. Nó lủng lỗ này ha. À. Ok. Mình chỉ các bạn mà bây giờ cái phút nó dài tới 15 phút rồi. Ok, hôm nay mình học tới đây thôi ha.